quan cập nhật. Cập nhật ba mẹ từ cái hộp kem. Đeo vừa chưa? Chưa. Ừ? Đang nhỏ đi. Của bé. Nhỏ đi ta. Của bé là vừa luôn đấy. Là vừa. Đẹp rồi chứ. Con Lim vừa hả? Chắc. Chắc à? Bé hắn bao nhiêu cậu cấp bao giờ? Chứ bé bé thử. Bé bé to. Mẹ mẹ ở đây được. Ở đây cũng rồng nữa. Mang Lim. Khô một đen chứ. Mới đi mới xỉ hôm ra. Được nhưng mà ý là biết lắm không? Chưa là đéo là hẳn cũng hơi chặt. Nhưng mà chưa có thời gian phải tuần sau đi chụp ảnh rồi á lại mà chưa phải nóng thêm phải làm bên ở ngoài là phải nóng tầm 2 size nữa. Mày kỳ cỡ em giống như bé. Giống như bé là đi. Nóng đây cho em thôi đeo rồi con cơ chứ. Mặc chặt thấy nhỏ đi mà đang to ở bên bếp. Mà ý là nóng lên là sáu chấp nhận á đấy. Cả nghĩ là từ 19 mà chưa nắng lên 24 rồi đấy. Mà phải nắng lên sáng 26. Thì là đáng đạt mà. Không mấy. Em lên đeo đưa đây đeo không bằng. Chặt. Chặt con chơi. Chặt không có chơi. Chặt không có chơi. Con chết có bẻ là hoa mạng là kim cương cổ con mấy hộp xí xí. Vương mày hộp chỉ xỉ nhưng bao hộp cả mua 5 hộp ai mình mà thấy cặp như đẹp không đẹp mình đều người đẹp làm to rồng rồng lắm mình đi mình đẹp trong thoải mái chứ để cái gì có nên thoải mái à cái gì cũng có một kiểu như đi nhưng mà dày lắm mà thôi chọn kiểu đi thôi đắt xỉ. Chọn nhà hàng một món, bạn đi hả? Nhà đấy. Thì trên chỗ Thiên Long Long Phùng á. Ở đây bạn đi Thiên Long được à? Ở đây gì đâu ba con có đến là nhiêu à? Thế là ra. Chỉ là màu mà là gì? Đơn giản là chỉ cần lấy là con phải kẻ màu trong một ngày hoặc hai ngày là xong màu thôi. Con ở đây là mấy bữa mình có sơn lại không? Có. Chỉ có sơn lại chứ. Nhưng mà khi lên
nhưng mà khi lên phần live này khi anh ngầu nguồn sẽ bị kéo lên cao anh nhé. Ừ. Dạ.아직 뭐 안 했으니까 모르실 건데 진짜. 아니 근데 이거 이걸 왜 떼서? 티셔츠 한 번 막 대풍. 아 그래? 더 어? 아 눈이 더 크게 보인다고. 엠 바이저 수준 컴? 컴 수준? 떤데? 떤? 야, 맨날 맨날 하면 돼. 약간 100,000. 이거 수준 물론 토이? Hiện tại là tụi em sẽ được sử dụng tới 6 lần tạm hẳn. Đà Lạt mình 오늘 배드민턴 시합이 원래 대회가 있었는데 제가 선물을 좋은 선물을 못 사서 오늘 기대하는 안을 위해서 그냥 조그만 꽃을 사주려고 합니다. Em an ở đây an giới thiệu ở đây được không? Anh làm YouTube? Được. Ok ok. Tôi anh ấy 좋아할 것 같은데 이렇게 이쁘게 장미꽃을 샀고요. 만약에 다낭에 오셔서 꽃 필요하신 분들은 여기 오셔도 제가 봤을 때는 제 느낌에는 괜찮은 것 같습니다. 저는 오늘 제가 30만 동짜리를 준비했고요. 30만 동짜리로 이렇게 만들어 달라고 요청을 했습니다. 와, 우리 많이 좋아해야 되는데 일단은 꽃을 숨겨두겠습니다. 와, 바람 장난 아니네. 한스이? 선물은 있습니다. 오빠 오늘은 1등 했는데 3개월 바탕 떡가 떡가는 소바 홈라인은 소모 선물 있죠. 오늘 선물은 수건. 근데 오빠가 오늘 1등 선물이고 그리고 이거는 전체 떡과 바탕 3등 선물 수건 두 개 어떻습니까? 응? 좋아요. 표정 막이 안 좋아요. 근데 안 좋아요? 좋아요. 수고했어요. 오케이 알았어. 더 하기. 오케이 오늘 선물 별로 안 좋아하네요. 아
sẵn. Jwayo. Jwayo. Ah. 사관. 전화했어요. 전화 왔어요? 전화 왔어요. 오늘 날 4시. 오후 4시? 만나. 4시? 4시에 오라고 했어? 오, 거기 가야겠네. 그럼 비자 나왔대? 몰라. 몰라? 일란 와라야 되나? 그래? 오, 또신데? 오케이, 오케이. 이따 가보자. 와, 이게 바람이 세가지고. 야, 바람이 너무 센데? 어? 어? 바오? 오빠? 어? 오늘 홈나의 끼님이지. 오빠가 저기 전체 1등 못한 홈나의 콤드 흑소못 끼님. 끼님 오빠? 어? 아니지, 끼님 아니지. 선물을 못 받았잖아. 콩고 꽈. 그래서 오빠가 홈나의 쫀비. 어때요? 이뻐요? 네, 이뻐요. 어? 어? 진짜 이뻐? 오늘 딱 비자 나온 기념에 딱이네 아주. 자, 오늘 오빠가 오늘 홈나이 콩고 꽈니까 오빠 쫀비로 오겠지. 딸비 안응이. 오, 홈나이 소못 1등 선물 무엇일까요? 일라관 잡는 오빠 토보이. 오빠 고마워. 감언 꿈꿨지. 또 파티.